Khỏe. Cậu là ai? Làm sao cậu tìm được chỗ này hả? Dạ cháu là Jonathan. Cháu vừa đi leo núi với mấy thằng bạn về. Rồi cháu được nghe về khu rừng rùng rợn này. Ai mà lại không thích vào thăm một khu rừng quỷ ám chứ, đúng không? Rồi thế là cháu nhìn thấy mấy ông anh mặc thộm kia đang cháy. Và cháu tò mò bám theo họ đến cái lâu đài hoành tráng này. Có bao nhiêu người đi cùng cậu? Mình cháu thôi, cháu thích phượt một mình. Ở nhà nghỉ hả? Cháu gặp toàn là nhân vật hay ho. Mà nhắc tới hay ho, cái ấu trại này nè, đúng là thảm quá.